Bi ơi muộn rồi, vào học bài rồi con đi ngủ con. Vâng, con xem một tẹo nữa thôi mẹ. Bi ơi, cất iPad đi ngủ đi con, chơi nhiều như vậy lại hỏng mắt thôi. Vâng, con ngồi chơi được một tí mà mẹ đã... Bi ơi, Bi lấy giúp mẹ túi rau mẹ để quên ngoài cửa với, mẹ đang giở tay một tẹo. Mẹ đúng là phiền phức ghê. Bi ăn nhiều cá tốt cho mắt này con. Cá tanh chết đi được, mẹ cứ bắt con ăn. Bi, con lục tung đồ lên như vậy phải xếp gọn lại đi chứ. Nếu con không dọn, mẹ không cho con đi đá bóng đâu. Mẹ đúng là dọn cũng được, việc gì phải bắt dọn luôn. Bi ơi, đi đá bóng thôi. Bi, con dọn phòng đi đã. Dọn xong mới được đi chơi đấy. Các bạn chờ Bi một chút nhé. Mẹ, mẹ quá đáng. Các cậu đi đi, tớ không đi nữa đâu. Mẹ thật khó tính. Lúc nào mẹ cũng bắt mình làm thế này thế nọ. Mẹ chẳng bao giờ chịu hiểu mình cả. Bi, Bi, con đi đâu vậy? Ông là ai? Ta là vú sữa. Ta đã sống ở đây hàng trăm năm rồi. Tiếng khóc của cháu đã khiến ta tỉnh dậy đấy. Này cậu bé, sao cậu lại ngồi khóc thế hả? Mẹ cháu chẳng thương cháu gì cả. Mẹ cháu lúc nào cũng bắt cháu thế này thế kia. Cháu chơi iPad hay đọc truyện một tẹo là mẹ cũng cấm. Chắc mẹ ghét cháu lắm nên mới vậy. Cháu không về nhà nữa, để mẹ khói phải bực mình. À, ra là thế. Này cô bé, cháu có biết sự tích của cây vú sữa không hả? Đó là một câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Dạ, cháu không biết. Ông kể cho cháu nghe đi ạ. Ngày xưa, trong một ngôi nhà nọ, người bố mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con bao bọc nhau. Người mẹ thương yêu và chăm sóc con hết mực. Được nuông chiều quá mức nên cậu bé sinh hư, làm mẹ hay phiền lòng. Một hôm, cậu bé nghịch ngợm, trèo cây hái quả. Mẹ cậu nhìn thấy vì quá lo lắng và quát mắng cậu. Cậu tức giận, vùng vằng bỏ đi, trong lòng buồn bực vì nghĩ mẹ không còn thương mình nữa. Cậu cứ đi lang thang mà không biết ngày qua ngày. Mẹ cậu ở nhà khóc than vì thương nhớ con. Cái đói, cái rét khiến cậu nhớ đến mẹ. Cậu vội vàng chạy về nhà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Hú hú. Chát quá. Ăn trái 3 lần mới biết được trái ngon. Con cái có ngoan mới biết lòng cha mẹ. Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn tán lá, thấy lá một bên xanh bóng, còn mặt kia thì đầy đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu nhận ra mẹ mình đã không còn nữa. Một câu chuyện thật cảm động về mẹ phải không? Ông ơi, cháu sai rồi. Từ nãy đến giờ chắc mẹ cháu lo cho cháu lắm. Vậy thì cháu hãy về nhà đi. Dạ, vâng ạ. Cháu chào ông.